Chào mừng toàn thể quý bạn và các vị đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Và ngày hôm nay thì Điện tử Thái Thắng sẽ giới thiệu một dòng sản phẩm camera nội soi cầm tay nhé, rất là nhỏ gọn. Tuy nhiên là cái này nó có là cái chức năng Wi-Fi, tức là chúng ta có thể bắt được Wi-Fi từ điện thoại. Chúng ta có thể phát sóng những cái sóng Wi-Fi và điện thoại Android hoặc là điện thoại iOS của Apple đều có thể bắt được. Nó là những cái chiếc điện thoại iPhone. Đây là tính năng rất là hay ở trên những cái dòng camera nội soi có Wi-Fi nhé. Thì ở bên Điện tử Thái Thắng bây giờ bán rất nhiều các loại camera nội soi khác nhau. Thì đây là một trong những cái dòng camera khá là nổi trội. Thì dòng camera Wi-Fi này thì có chia thành những cái loại mà có loại thì có loại có tay cầm như thế này, loại có tay cầm và có thể điện để điện thoại ở trên này. Đó, thì có hai cái loại như thế này. Còn cái loại mà không có tay cầm thì chúng ta sẽ dùng những cái dây như thế này. Đó. Thường thì những cái loại có tay cầm thì chúng ta sẽ có cái dây dạng cứng như thế này nhá. Dây dạng cứng như này. Nói là cứng nhưng mà nó vẫn có thể uốn nắn theo cái ý thích của mình. Đó, rất là tiện. Và dây dạng mềm thì nó vẫn có thể uốn nắn được nhá, chứ không phải là nó mềm tuồn tuột thì nó sẽ không đút được vào. Nhưng nói chung là chúng ta sẽ phải lựa chọn một cái lỗ nào đó cho nó phù hợp với cái kích thước của cái camera này, không là miễn cưỡng sẽ chỉ làm thêm đau thôi mọi người nhá. Đây, tùy thuộc vào những cái camera thì có cái loại camera nó đường kính nó khác nhau. Có loại thì 7mm, có loại thì 10mm, có loại có thể hơn. Thì cái camera nội soi nói chung thì nó thường là có những cái chức năng là thiết kế linh hoạt để sử dụng cho những cái công việc đặc biệt như là những cái nơi khó quan sát như là bên trong máy móc này, rồi các kẽ nứt ở trong xây dựng cầu đường. Đấy, ngoài ra thì có thể là để nghiên cứu động vật như là tổ kiến, tổ mối hoặc là tổ rắn. Đấy, hoặc là đi móc cua chẳng hạn. Thường thì những cái đầu camera này thì tất cả các cái camera nội soi thì sẽ đều có gắn đèn led ở trên nhé. Nên là mọi người có yên tâm là khi soi trong bóng tối thì sẽ bật đèn led này lên và soi thoải mái. Thì chắc chắn là phải như thế rồi, vì những cái nơi đó là soi rất là tối. Thì chúng ta có thể kể đến một vài cái mã của nó là loại này có thể quay được HD 720p này. Loại này là chuyên dụng để cho soi tai này. Đó, chúng ta có thể về lấy cái này về soi tai. Đã tốn tiền đi khám tai. Tất cả những cái camera này đều có cái kích thước khác nhau nhé. Có loại là 1m, 3m, 5m, 2m hoặc là 10m nhé. Đấy, thì mọi người có thể lựa chọn những loại kích thước khác nhau và gọi đến 4 số điện thoại và gọi đến 2 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của Điện tử Thái Thắng. Đó là 0912 245 244 hoặc là 0974 444 097. Thì bên mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người và gửi hàng về tận nơi. Mọi người có thể xem hàng, kiểm tra hàng. Đây, loại này có một chức năng rất là thú vị, đó là có thể gắp được vật nhé. Đây là cái cần để quấn theo cái cần này và chúng ta sẽ gắp được cái vật, rất là hay. Mỗi loại có những cái chức năng khác nhau. Thì những cái clip riêng biệt về những cái loại camera Wi-Fi này thì mình sẽ gửi đến mọi người một cách sớm nhất. Những chiếc camera Wi-Fi này còn có một cái chức năng, đó là vừa có thể có chức năng Wi-Fi hoặc là cắm vào điện thoại được. Có một số loại là như thế. Tức là cái đầu của nó là đầu USB thì vẫn sẽ cắm được nha. Ví dụ như cái này. Đó. Chúng ta vừa có thể xài Wi-Fi do máy trực tiếp phát. Đấy. Hoặc là cắm trực tiếp vào máy tính được. Thì mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông ở bên cạnh. Tiện thể nhấn nút thích và nút share clip luôn. Thì khi nào có clip thì bên Điện tử Thái Thắng sẽ thông báo tinh tinh lên điện thoại cho mọi người. Thì mọi người sẽ xem luôn được những cái clip đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau của Điện tử Thái Thắng. Xin cảm ơn và xin chào.